Thưa quý vị, Tổng thống Obama bào chữa vai trò của chính phủ liên bang trong cuộc điều tra vụ khủng bố tại Boston. Tin từ Washington DC, Tổng thống Barack Obama trong ngày 30 tháng 4 năm 2013 đã bào chữa cho các nhân viên điều tra liên bang trong vụ đánh bom khủng bố tại cuộc đua marathon ở thành phố Boston và cho rằng quan chức hành pháp của liên bang cũng như những cơ quan khác đã làm đúng theo chức trách. Tổng thống Obama còn cho biết ông đã kêu gọi đội ngũ phản khủng bố tìm thêm cách phát hiện mối đe dọa từ những tay khủng bố tự trở thành cực đoan. Ngoài ra, Tổng thống Obama còn cho biết Hoa Kỳ đã nhận được sự hợp tác của Nga trong cuộc điều tra, nhưng đồng thời cũng công nhận vẫn còn sự nghi ngờ giữa các cơ quan tình báo của Nga và Hoa Kỳ.